Vùng Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, khu vực Tây Nam quốc lộ 18A, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua vào tháng 7 năm 2020 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại quyết định số 3859 ngày 9 tháng 10 năm 2020. Theo đó, phạm vi ranh giới lập quy hoạch thuộc khu vực phía Tây đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và phía Nam quốc lộ 18A thuộc các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên. Trong đó, phía Bắc giáp quốc lộ 18A, phía Đông giáp đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, phía Tây giáp cổng tỉnh, phía Nam giáp các sông Kinh Thầy, La, Đá Vách, Đá Bạc và sông Chanh. Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng trên 29.000 ha, trong đó hình thành hai vùng kiểm soát, vùng quy hoạch thuộc thị xã Đông Triều phát triển đa năng, mật độ vừa, gồm các chức năng đô thị, nông nghiệp, công nghệ cao, du lịch, khu công nghiệp cấp vùng và cảng, kết hợp với các vùng nông nghiệp, di tích văn hóa phía Bắc quốc lộ 18A đoạn qua Đông Triều để hình thành vùng du lịch văn hóa trải nghiệm, nông nghiệp công nghệ cao. Vùng quy hoạch thuộc thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên phát triển mật độ cao, gồm các chức năng đô thị, công nghiệp, dịch vụ, công nghiệp, công nghệ cao, cảng, logistics. Không gian thành phố Uông Bí được phát triển mở rộng về phía sông Đá Bạc, không gian thị xã Quảng Yên được mở rộng về phía sông Bạch Đằng và cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Thực hiện quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, khu vực Tây Nam quốc lộ 18A tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt và để phù hợp đồng bộ với các lớp quy hoạch. Hiện Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều và thành phố Uông Bí đang lập điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Đông Triều, điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Yên, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Uông Bí và quy hoạch chung khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc tháng 7 năm 2020, thời gian qua, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, giao đơn vị tư vấn lập quy hoạch, cập nhật kịp thời ý tưởng, phương án, quy hoạch xây dựng khu vực hành lang bên kia tuyến sông thuộc thành phố Hải Phòng nhằm bổ trợ tính chất phương án quy hoạch giữa hai địa phương. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng tuyến đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, yêu cầu các địa phương liên quan phải quản lý chặt chẽ mặt bằng toàn tuyến, tuyệt đối không để thay đổi hiện trạng sử dụng đất, lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, chuyển nhượng nhầm, quản lý sử dụng hiệu quả quỹ đất tạo ra từ tuyến đường để phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững với tầm nhìn dài hạn. Không để xảy ra tình trạng nhà đầu tư xin nghiên cứu quy hoạch, lập dự án đầu tư để đầu cơ trục lợi. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát lại quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều, Uông Bí và Quảng Yên, khu vực Tây Nam quốc lộ 18A đã có để bổ sung yếu tố mới cả về quy mô, diện tích, định hướng phát triển như Thủ tướng Chính phủ cho thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, một loạt hệ thống giao thông đã hình thành là cầu Rừng, cầu Lại Xuân, cầu Triều, đường 10 làn xe và Thủy Nguyên sẽ trở thành thành phố trong thành phố Hải Phòng. Đây sẽ là điểm rất quan trọng để xác định rõ hơn định hướng cho vùng này trở thành động lực phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, định hình khu vực này là đầu mối giao thông chiến lược, điểm trung chuyển chiến lược giữa Trung Quốc, ASEAN và Việt Nam, giữa các nước trong khu vực Đông Á, Đông Bắc Á và đặc biệt là điểm trung chuyển chiến lược trong hợp tác hai hành lang một vành đai kinh tế Việt-Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ. Vì vậy, phải dành quỹ đất tối đa để phát triển công nghiệp cảng biển, cảng sông, dịch vụ logistics trọng điểm của vùng, của khu vực, động lực của tỉnh và vùng Bắc Bộ, phát triển đô thị theo mô hình đô thị thông minh, đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương, trong khi chờ hoàn thành việc lập quy hoạch chung khu kinh tế ven biển Quảng Yên, giao thành phố Uông Bí đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch thành phố, trong đó trọng tâm là định hướng sử dụng quỹ đất 2.551 ha thuộc địa giới hành chính của thành phố nằm trong khu kinh tế ven biển Quảng Yên làm cơ sở để thu hút đầu tư. Trong khi chờ quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên hoàn thành, thành phố Uông Bí sẽ chịu trách nhiệm quản lý quỹ đất này. Hai địa phương Quảng Yên và Đông Triều đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch điều chỉnh thị xã để sớm phê duyệt. Ban quản lý khu kinh tế đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch khu kinh tế ven biển Quảng Yên xong trong quý 1 năm 2022, báo cáo chính phủ phê duyệt chậm nhất là trong quý 2 năm 2022. Đồng thời tiến hành ra soát quy hoạch các dự án hạ tầng khu công nghiệp, dự án thứ cấp thuộc phạm vi khu kinh tế ven biển Quảng Yên để đề xuất điều chỉnh diện tích và lộ trình giao đất cho phù hợp. Đối với dự án tuyến đường ven sông kết nối đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với tập đoàn Amata thống nhất theo các phương án triển khai. Trong đó có phương án đề xuất với Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giai đoạn 5 của khu công nghiệp ra khỏi dự án và có tính toán diện tích phù hợp để có thể đầu tư thi công tuyến đường 700m đi qua khu vực này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát các dự án chậm triển khai, dự án vi phạm các quy định về đất đai, môi trường, các chủ trương đã cho nghiên cứu lập quy hoạch để thống nhất chủ trương thu hồi, điều chỉnh, thay đổi, thậm chí dừng để phù hợp với định hướng phát triển của khu vực này cho phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế, phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội. Về nguồn vật liệu san lấp trong các dự án, tới đây nhu cầu san lấp rất lớn, vì vậy phải lựa chọn chủ đầu tư phù hợp,
đảm bảo nguyên tắc về chất lượng, hiệu quả, tiến độ. Năm 2022 phải đặt mục tiêu thu hút đầu tư vào khu kinh tế ven biển Quảng Yên thông qua việc đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, đồng thời cho nghiên cứu tổng thể các tuyến đường kết nối với tuyến đường ven sông, nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều và cầu để đồng bộ với phía Hải Phòng.